Lan thân mến, chào Thái Ngộ đến quý khán thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng, giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng nha quý vị. Và Local Việt Face TV 57.2 vào ngày thứ Ba lúc 5:30 sáng và đài S Channel 56.6 ngày thứ Ba và ngày thứ Năm lúc 9:00 sáng. Xin quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho một người cùng xem để chúng ta có những một thơ và nhạc công giáo đến cho mọi nhà nha quý vị. Mọi góp ý hay bảo trợ xin quý vị gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842 hoặc điện thoại 714-230-9443. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là một món ăn tinh thần mà gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Năm nay là 2015, đã là 38 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng, San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ trẻ em tàn tật cũng như là các trẻ em câm điếc, mù loà, bệnh nan y, ung bướu, bệnh nhân bị nhiễm HIV, người già neo đơn bệnh hoạn, người dân tộc thiểu số trên các buôn làng xa xôi hẻo lánh, còn có những bệnh nhân phong cùi sống rải rác. Xây nhà tình thương, mở lớp học, dạy nghề, đào giếng tìm nguồn nước sạch, giúp vốn cho những hoàn cảnh khó khăn, cứu sống thai nhi. Tất cả hoàn toàn không phân biệt tôn giáo. Gia đình bác ái Phaolô thiết tha mong được sự đón nhận, tấm lòng vàng, bàn tay nhân ái của quý vị xoa dịu những mảnh đời lầm than bớt khổ đau. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế xin gửi về gia đình bác ái Phaolô, PO Box 2472 Garden Road, California 92842. Hoặc mọi chi tiết thắc mắc xin liên lạc về cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Số điện thoại là 714-230-9443. Xin ơn trên ban muôn vàng phúc lộc đến cho quý vị ngày hôm nay và mãi mãi. Và kính thưa quý vị, đó là những cái chương trình từ thiện bác ái mà gia đình bác ái Phaolô đã trải qua suốt 38 năm qua giờ với sự linh hướng của cha Phaolô Trần Đức Hùng. Và ước mong quý vị hãy cùng gia nhập vào gia đình bác ái Phaolô nha quý vị. Hãy cùng góp một bàn tay để chúng ta có thể thực hiện được những cái chương trình, rất là nhiều chương trình cần nhiều bàn tay của quý vị khắp nơi để gia nhập vào trong gia đình của bác ái Phaolô, đem tình yêu thương, đem miếng cơm manh áo, học vấn đến cho tất cả mọi người và đặc biệt là những mảnh đời khốn khổ tại Việt Nam. Trước hết thì con thân mến, xin kính chào cha Phaolô Trần Đức Hùng là cha linh hướng của chúng con đã ngày hôm nay có mặt trong chương trình này. Cũng như em thân mến chào chị Nguyễn ạ. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán thính giả. Vâng, chào hai chị, chào tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi trên đài TV Việt Face của chúng tôi. Như chị Mỹ Lan có nói là gia đình bác ái Phaolô của chúng tôi trong 38 năm qua làm những cái việc thiện nguyện để mà giúp đỡ những mảnh đời rất là đau khổ ở bên quê hương Việt Nam. Vậy thì chúng tôi cũng thiết tha để mời gọi tất cả ông bà và anh chị em hãy cùng chúng tôi nối dài cánh tay, nối rộng trái tim để gửi đến tất cả những cái mảnh đời bất hạnh, những cái niềm vui, những cái tình ấm để mà làm cho cuộc đời của họ đỡ một chút bất hạnh và thêm cái phần vui tươi hơn ở trong cuộc đời. Chắc chắn nhu cầu thì mênh mông lắm, nhưng cái sự giúp đỡ của quý ông bà và anh chị em dù chỉ một tí xíu thôi thì cũng đủ làm cho thế giới này vui tươi hơn một tí và hạnh phúc hơn một tí. Vâng, cảm ơn cha. Chị Nguyễn ơi, như vậy thì các anh chị ở xa mà muốn gia nhập đến gia đình bác ái Phaolô của chúng ta thì cái thủ tục như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào, liên lạc về cho gia đình bác ái Phaolô, và như là cái mình chỉ có một cái số tiền rất là nhỏ, tiền liên lĩnh hàng năm phải không thưa chị? Vâng, thưa Mỹ Lan, thưa quý vị khán giả, gia đình bác ái Phaolô
Rất là mong mọi sự đóng góp của quý vị khán thính giả. Mà cái điều kiện để vô gia đình bác iFollow thì quá là dễ dàng. Gia đình bác iFollow chỉ là xin một chút quà rất là nhỏ bé trong một năm là có 30 đồng, là khoảng 2 tô phở. Thì là một năm 30 đồng thôi. Năm 30 đồng thôi. Dạ. Tại vì gia đình bác iFollow xin như vậy để mọi người đều có cơ hội đóng góp cái bàn tay, đóng góp cái mặt hạt cát hay là một hạt gạo nhỏ nhỏ đó. Vâng, ai cũng có điều kiện làm được hết. Vâng ơi, thưa quý vị, đúng như vậy, chỉ có 30 đồng niên liệm cho hàng năm, coi như là chúng ta cùng gia nhập và chúng ta cùng đóng góp để mà giúp đỡ. Nhưng mà hàng năm thì như vậy cũng chưa đủ, thành ra gia đình bà Apollo cũng hàng năm chúng ta có những cái chương trình đại nhạc hội như là Cho Đời Nở Lộc, không thưa chị, để chúng ta có thể gây thêm một số ngân quỹ để có thể thực hiện được những cái chương trình mà gia đình bà Apollo đã đề ra. Ước mong quý vị hãy nối thêm một cánh tay nữa để mà, hoặc là có những cái chương trình mỗi lần mà gia đình bà iFollow đi về Việt Nam để trực tiếp giúp đỡ cho đồng bào những cái mảnh đời bên Việt Nam. Thì quý vị nào mà vì là gia nhập vào gia đình rồi thì muốn đi chung hay là có những cái chương trình gì đó thì chúng ta cùng đi với nhau, chia sẻ với nhau. Cũng như là em á, chị Nguyễn Nguyện cũng như Thư Cha, con rất là mong, con hy vọng là sang năm thì nghỉ hè con và bé Anh Chí đã theo gia đình bà iFollow trên 10 năm qua sẽ đi theo cùng đồng hành với các cha cũng như là các anh chị trong gia đình bà iFollow đến tận nơi, trao quà tận nơi cũng như là đem lời ca tiếng hát của mình để mà làm vui, vơi đi cái sự đau khổ của những mảnh đời đó. Ước mong quý vị hãy liên lạc về gia đình bà Apollo qua địa chỉ và số phone đang hiện trên màn hình nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với chương trình đi. Như vậy thì em thấy như là chị Nguyên đã chọn ra một cái bài thơ. Chúng ta cùng đồng hành rồi nhưng mà không có lời cầu bầu của mẹ thì không thể nào mà chúng ta được suôn sẻ, phải không ạ? Thành ra chị Nguyên, thưa quý vị, đã chọn lựa một bài thơ mang tựa đề Xin Mẹ Đồng Hành. Như vậy thì chúng ta cùng cầu xin mẹ đồng hành với chúng ta qua bài thơ sau đây. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý khán thính giả, Chúa dựng nên vũ trụ bao la mà Chúa không để vũ trụ lạnh lẽo hoang vắng. Chúa đã tô điểm cho vũ trụ bằng một món quà có đầy đủ những gì cao quý nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất, nồng ấm nhất. Đó là mẹ Maria. Cánh tay yêu thương của mẹ giang ra sưởi ấm được cả vòm trời. Vậy mà đã biết bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta quên mẹ. Từ nay xin mẹ đồng hành với chúng ta. Bao năm con đã đi hoang trên đường dương thế lo toan nhiều bề. Lắm lúc mưa nắng ê chề chẳng tìm đến mẹ cận kề. Mẹ ơi, đời con cảm thấy chơi vơi như là biển cả ra khơi một mình. Mẹ ơi, con quá vô tình, lắm lúc đau khổ không trình mẹ hay. Âm thầm nuốt lấy đắng cay, không nhớ rằng mẹ rất hay phù trì. Con thật là kẻ vô tri, làm buồn lòng mẹ luôn thi ơn lành. Từ nay xin mẹ đồng hành, những lúc đau khổ trở thành ủi an. Như xưa mẹ chẳng thở than, nhìn ra ý Chúa trao ban trong đời. Dưới thế mẹ sống tuyệt vời, thiên đàng Chúa thượng rạng ngời nữ vương. Hay quá, thiên đàng Chúa thượng rạng ngời nữ vương. Vâng, đúng là nữ vương thiên đàng, nữ vương của Thiên Chúa, cũng là nữ vương hòa bình. Thưa cha, qua bài thơ này thì cha nghĩ gì ạ? Qua cái sự đồng hành của mẹ có cần thiết không ạ? Vâng, là một con người, Thiên Chúa đã dựng nên một trái tim ở trong đó luôn luôn có hình bóng của một người mẹ. Từ lúc chưa sinh ra cho tới khi nhắm mắt cuộc đời luôn luôn có một bóng người mẹ ở trong đó. Và để lớn lên làm người, chúng ta không thể nào thiếu bóng một người mẹ được. Cho nên đồng hành với mẹ hoặc là mẹ đồng hành với chúng ta là một cái điều rất là cần thiết. Không những cần thiết nhưng mà nó là một cái điều không thể nào không có.
Con cảm ơn cha những lời của cha giảng dạy. Và chúng con chỉ mong sao được mẹ đồng hành với gia đình bác ái follow của chúng con, để chúng con có thể đi tiếp những cái con đường đó, đem tình yêu thương của tất cả mọi người chan hòa cho những mảnh đời đang cần chúng ta chia sẻ, phải không chị Uyển Nguyệt? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gửi đến bài thánh ca gì đấy thưa chị? Chúng ta gửi đến bài thánh ca luôn cả để dân hoa nha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng 4.500 người giáo dân con của mẹ cách xa chúng ta nửa vòng trái đất dâng lên mẹ những cành hoa với lời cầu xin mẹ đồng hành. Chắc chắn mẹ sẽ ôm mỗi người con của mẹ vào lòng cánh tay của mẹ, không để sót một ai. Thank you.
khát khao mỗi ngày tâm hồn lắng nghe luôn thi hành lời Chúa. Xin mẹ dạy con chịu đựng khốn khó, thương con mất mát với đức tin kiên cường. Một lòng sẵn son chịu khổ, thắp thờ nở hoa cứu độ. Xin mẹ ban sừng đời con vững vương trên đường lữ thư sống nhân chứng tin mừng. Ngước mắt trông lên mẹ, ngước mắt trông lên mẹ, mắt trông lên mẹ, mắt trông lên mẹ. Mẹ là vàng đời con, là người gương đời xin dạy con biết sao, dạy con biết theo con đường mẹ đi. Giữa biển đời ngập tràn bao sóng gió, xin mẹ đồng hành chỉ dẫn cho con, xin mẹ đồng hành chỉ lối con đi, xin mẹ đồng hành với con trên con đường đức tin, đi tới quê trời tươi sáng. Xin mẹ đồng hành chỉ dẫn cho con, xin mẹ đồng hành chỉ lối con đi, xin mẹ đồng hành với con trên con đường nhân đức, biết sống xin vâng như mẹ. Mẹ là hay, cùng xin mẹ đồng hành với chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì xin được tạm ngưng để giới thiệu những thông tin thương mại cũng như là những mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình. Còn quý vị nào muốn đóng góp một bàn tay để chương trình này được hàng tuần phát sóng, để chúng ta có thể dâng lên những lời thơ, những cái bài thánh ca dâng lên Chúa của chúng ta, xin quý vị hãy liên lạc về địa chỉ cũng như là số phone đang hiện trên màn hình. Và bây giờ ước mong quý vị hãy yểm trợ cho những cơ sở thương mại này nha quý vị. Và kết thúc về chương trình cũng được bảo trợ bởi các mạnh thường quân sau đây. Ước mong quý vị hãy yểm trợ cho những mạnh thường quân này đã yểm trợ cho chúng tôi suốt mấy tháng qua. Chương trình được bảo trợ bởi TN America Earth,
do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Số điện thoại là 714-531-2020, 714-531-2020, với những thuốc dược thảo giúp cho chúng ta sức khỏe vững vàng để ngăn ngừa cũng như điều trị những bệnh liên quan đến sức khỏe. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp, Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove, California. Số điện thoại là 657-230-6004, 657-231-6004. Và nhà hàng Broda Restaurant, nhà hàng Broda Restaurant tọa lạc trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Grove, với những món ăn rất là đặc biệt, đặc biệt nhất là món nem nướng nha quý vị. Món nem nướng thật là đặc biệt, với số điện thoại là 714-530-1744, 714-530-1744. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Vĩ Già Restaurant, đặc biệt với các món ăn Huế. Quý vị nào thích ăn những món ăn Huế, hãy đến với Vĩ Già Restaurant với số điện thoại là 714-531-2905, 714-531-2905. Và nhà hàng Vân, nhà hàng Vân đặc biệt là bánh xèo, kính thưa quý vị, và chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai, vân vân. Hãy đến với nhà hàng Vân với số điện thoại 714-530-6858, 530-6858. Và chợ Tam Biên được bảo trợ bởi chợ Tam Biên. Chợ Tam Biên có đủ các đồ ăn fast food, heo, bò, gà, dê, vân vân. Và chợ Tam Biên gồm có hai địa điểm, một địa điểm trên đường Bonsa và một địa điểm trên đường Westminster, với số điện thoại là 714-548-4993, 548-4993. Và Hồng Hương, Hồng Hương với bánh cuốn nóng tráng tay, đặc biệt Hồng Hương với bánh cuốn tráng tay rất là nóng, ăn liền nha quý vị. Với số điện thoại là 714-890-0805, 890-0805. Rất cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị vẫn còn đang theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài. Và như thường lệ thì chúng con cũng rất là cảm ơn chị Uyển Nguyện đã gửi đến những bài thánh ca thật là hay, những bài thơ thật là hay. Như vậy thì cái bài thánh ca kế tiếp thì chị đã chọn bài thánh ca gì thưa chị? Kính thưa quý vị, cùng với muôn hoa dâng lên mẹ, giờ đây với tất cả tâm tình con thảo, chúng ta hãy cùng nhau hát bài Lạy Mẹ Mến Yêu. Trái tim của trẻ thơ
mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái, mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu, đấng con trong đời. Về với Giêsu, đấng con tôn sùng. Ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ. Này mẹ mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái, mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Chiều thiên lấp lánh. Về với Giêsu, đấng con tôn sùng. Ave Maria, mẹ Chúa trời diệm phúc, hương ly băng xanh tươi là vườn xuân tinh khôi. Maria mân côi kính dâng mẹ lời chào, tiếng yêu thật ngọt ngào tựa trái tim của trẻ thơ. Mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái, mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Chiều thiên lấp lánh. Về với Giêsu, đấng con tôn sùng. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Chiều thiên lấp lánh. Về với Giêsu, đấng con tôn sùng. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Chiều thiên lấp lánh. Về với Giêsu, đấng con tôn sùng. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Chiều thiên lấp. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị những cái bài thơ rồi những cái bài thánh ca thật là hay trong ngày hôm nay, và chung một ý nghĩa rằng là chúng ta cùng xin mẹ đồng hành và dâng lên mẹ những cánh hoa. Như là Mỹ Lan nghĩ rằng là không có khác chi là những cái chuỗi mân côi, như là những cái đóa hoa dâng lên mẹ, để ý mong rằng mẹ sẽ luôn cầu bầu cho chúng ta. Như bài thánh ca chúng ta vừa nghe, lạy mẹ mến yêu. Như vậy thì chúng ta hãy cùng dâng lên lời nguyện cuối giờ với sự hiện diện của cha Phaolô Trần Đức Hùng là cha linh hướng của chúng con. Con xin mời cha trước khi mình chia tay ạ. Lạy mẹ mến yêu, chúng con chẳng có gì ngoài con tim nhỏ bé và con người yếu đuối bất toàn của chúng con. Dẫu thế nào chăng nữa, chúng con cũng là con của mẹ. Xin mẹ hãy đồng hành với chúng con qua những chặng đường gian nan đầy thử thách, để đời này và cả đời sau chúng con được cùng với mẹ muôn đời có nhau. Amen. Amen. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị vừa theo dõi chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài cùng với sự hiện diện của cha Phaolô Trần Đức Hùng là cha linh hướng của chúng con, và chị Uyển Quyền đã biên soạn chương trình cùng với Mỹ Lan. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.